rồi từ rồi để quảng cáo cái hệ thống bơm nước này. Bây giờ thấy không, thấy tàu đậu tại chỗ mà nước vẫn bơm ra, cái nước làm mát vẫn bơm ra nghe. Rồi tí nữa là giới thiệu vì sao mà nó bơm ra được này. Quá mát luôn. Đó. Nước làm mát vẫn ra liên tục ha. Rồi bây giờ mình thấy nước làm mát vẫn đi ra liên tục á. Cái lý do vì sao mà tàu không chạy mà nước làm mát vẫn ra. Thôi đem lên đi, đem lên rồi mở ra xe cho bà con xem. Đây cái lý do mà tàu không chạy mà nước làm mát vẫn ra là vì mình biêu thêm một cái bơm. Nó hút nước ở trong này ra. Mình biêu thêm một cái bơm nữa không? Đúng rồi, mình biêu thêm một cái bơm thì cái bơm này á, nó có tác dụng là nó hút cái nước từ dưới cái rớt đời lên đúng không? Nó hút nước từ phía dưới lên rồi đây, nó bơm nó vẫn đi qua làm mát cho motor rồi làm mát cho EFC. Cái bơm này mua bao nhiêu? 10 đồng. Cái bơm này 10 đô la thôi. Nhưng mà cái hệ thống làm mát bây giờ là nó tàu có chạy á, tàu có receiver là nó cái điện là mình lấy từ receiver. Lấy từ một cái channel của receiver. Mình lấy điện từ một cái channel của receiver. Như vậy là cái bơm này là khoảng 7 bơm cho mấy á. Cái receiver. Ồ rất là mát bà con. Mát rưỡi luôn ha. Không có cái đào nóng hết á. Như vậy là nó vừa tốt cho cả motor này, tốt cho ESC này, rồi còn tốt cho cả cục pin nữa. Cái đó bao nhiêu? 10 đồng. Quá tốt. Đó một cái gì à? Một cái nó bỏ đi. Mua eBay. Ở bên New Jersey đó. Đây. Đây là cái bơm này, cái bơm làm mát đây. Tức chỉ là nước từ dưới rớt đồ sẽ đi lên, đi vô cái bơm rồi đi ra để bơm vô cho EFC. Cho EFC rồi xong nó ra khỏi EFC á thì nó nó ra khỏi EFC thì nó đi ra ngoài luôn. Rồi một cái đường, còn cái đường rớt đờ á, cái đường rớt đờ này á là không có bơm. Cái đường rớt đờ này thì như cũ. Như vậy là cái này chỉ bơm cho EFC thôi đúng không? Cái bơm này chỉ cho EFC thôi. Anh xài một ống mà nó vô hết luôn. Ok. Đó, giới thiệu sơ cho bà con biết kìa. Ok. Anh là nó vô hết là hai ống. Ok. Okay.
rồi. Từ từ coi, để quảng cáo cái hệ thống bơm nước này. Bây giờ thấy không? Thấy tàu đậu tại chỗ mà nước vẫn bơm ra. Cái nước làm mát vẫn bơm ra nghe. Rồi, tí nữa là giới thiệu vì sao mà nó bơm ra được nè. Quá mát luôn. Nước làm mát vẫn ra liên tục nha.